Bây giờ cô giới thiệu verb pha loa, verb em personal, tức là mình nói là không có ngôi về người đó. Và đương nhiên là nó chỉ được dùng một cái ngôi in thôi, mà mình không dịch là về người nào hết. Đầu tiên là ví dụ như là exprimer un besoin, une nécessité, diễn tả một cái nhu cầu, một cái sự cần thiết. Il me faut du temps, tôi cần phải có thời gian. Hoặc là il me faudrait 2 kilos de pommes s'il vous plaît, cái bà này đi mua hàng chắc tôi cần phải có 2 kilo pom, xin ông vui lòng. Ở đây ta để cái chỗ mà verb và pha loa vào cái conditional present cho nó lịch sử đó, mình yêu cầu ai làm gì. Il faut 2 heures pour aller à Oxford, phải mất 2 tiếng đồng hồ để đến Oxford. Il m'a fallu 3 jours pour terminer ce travail, tôi đã phải cần tới 3 ngày để hoàn tất cái công việc này. Rồi cái động từ pha loa còn exprimer une obligation, để diễn tả một cái sự bắt buộc đó. Il faut que tu partes, bạn phải lên đường thôi. Hoặc là il faut faire attention, phải quan tâm, chú ý thôi. Rồi exprimer un conseil hoặc là une suggestion, diễn tả một lời khuyên hoặc là một cái lời gợi ý. Il faut que tu ailles voir ce film, bạn nên đi xem cái phim này đi. Cho mình nói nên dịch sang tiếng Việt là bạn phải thì được, không phải đúng ý đó, nên khuyên thôi. Info que nous partions en vacances ensemble, chúng tôi phải đi nghỉ hè cùng chung với nhau. Hoặc là trong một ý khác, pour exprimer l'agacement, nó nhiều ý nghĩa lắm, đe dọa hay là xía vào một cái chuyện gì đó. Info toujours qu'elle l'intervient, là chị ấy phải can thiệp vào việc này thôi. Pour exprimer l'admiration, để diễn tả cái sự ngưỡng mộ, khen ngợi. Il faut la voir danser, phải đi xem chị ấy khiêu vũ thôi. Hoặc là indique une fatalité, để nó chỉ định một cái, để diễn tả một cái fatalité, nhờ định mệnh, cái gì mà định mệnh phải tới thôi. Il fallait bien que cela arrive, chắc chắn là cái điều đó nó phải xảy đến. Hoặc là il a fallu qu'en découvre ce secret, chắc chắn là chị ấy khám phá ra được cái điều bí mật này.